ở vị trí số 1 của top 3 sản phẩm máy điều hòa không khí Daikin 9000 BTU, là công suất khoảng 1 ngựa. Ngày hôm nay mình giới thiệu với mọi người là cái mã hàng FTC25V1V. Đây là mã hàng có giá bán tại hệ thống siêu thị máy Ecomart là 8.190.000 so với trừ phí mua hàng. Tặng chọn gói cả công và vật tư lắp hoàn thiện, tức là các bạn chỉ được sử dụng thôi, không phải lo lắng về công lắp cũng như vật tư khi mà mua về nữa. FTC25LV1V. Ở vị trí top 1 ngày hôm nay mình giới thiệu với mọi người là cái mã hàng 9000 BTU 1 chiều. Cái mã hàng FTC25LV1V có giá bán sau khi trừ hết phí mua hàng còn 8.190.000, tặng chọn gói cả công và vật tư lắp hoàn thiện trị giá đến 919.000, tặng gói dịch vụ vệ sinh chăm sóc điều hòa cho điều hòa. Tức là với giá 8.190.000 cho FTC25 9000 BTU 1 chiều thì là giá lắp đặt chọn gói tặng cả công và vật tư lắp hoàn thiện rồi. Mã hàng này thì là công suất 9000 BTU và không có tính năng inverter, tức là nó là dòng điều hòa thường và chưa có tính năng tích cấp điện các bạn nhé. Xuất xứ Thái Lan, công suất là 9300 BTU và chỉ có tính năng nạp lạnh thôi. FTC25LV1V là thế hệ điều hòa của Daikin sản xuất ra mắt năm 2018 và tiếp tục sản xuất cho năm 2019. Với cái mã hàng này thì các bạn có thể sử dụng cho các cái phòng với diện tích dưới 15m2, tức là từ 15m2 đổ lại thì các bạn sẽ sử dụng điều hòa 9000 như vậy. Con này tương xứng với cả một ngựa 1 HP đấy ạ. FTC25 thì có hiệu suất năng lượng là 3 sao. Đây các bạn nhìn ạ, xuất xứ Thái, tiêu hiệu suất năng lượng 3,62, công suất danh định là 2,72 kW, tức là khoảng 9.300 BTU trên 1 tiếng. Với cái dòng này thì có một số tiện ích các bạn cần lưu ý, như nó chỉ có chế độ sử dụng quạt, không cần làm lạnh, có thêm tiện ích làm lạnh nhanh tức thì, power cool, có hẹn giờ với tắt máy và có chức năng hút ẩm nữa. Chạy sử dụng ga mô chất lạnh là ga R32, vị trí số 1 các bạn nhé. Vị trí số 2, top 2 của clip ngày mai mình giới thiệu với mọi người là dòng 9000 BTU từ với cả 1 HP, 1 chiều làm lạnh và có mã hiệu là FTKQ25 SAVMV. Với mã hàng FTC ở vị trí top 1 thì mình giới thiệu có xuất xứ Thái, còn đối với FTKQ25 thì mã hàng này có xuất xứ tại Việt Nam. Từ tháng 6 năm 2018 thì nhà máy Daikin đã chuyển vào Hưng Yên, Việt Nam và sản xuất điều hòa xuất khẩu đi toàn châu Á. Đấy thì các bạn cần lưu ý rằng điều hòa tại Thái và điều hòa tại Việt Nam thì không có khác gì nhau cả, chỉ khác nhau về cái xuất xứ thôi, cùng dây chuyền sản xuất, cùng con người, cùng công nghệ, giống như hệt nhau về tính năng, không có khác gì nhau cả. Tuy nhiên FTKQ25SAVMV thì là dòng điều hòa inverter, tức là khác biệt so với cả vị trí top 1 thì FTKQ25 là dòng inverter tiết kiệm điện năng. Các bạn sẽ sử dụng với cái chiếc điều hòa ở vị trí top 2 mình đang giới thiệu là sẽ tiết kiệm điện hơn nhiều so với cả cái con dòng thường. Giá lắp đặt chọn gói sau khi trừ hết phí mua hàng là 9.590.000, tặng chọn gói cả công và vật tư lắp hoàn thiện đến 919.000. Mã hàng này thì cũng có cái phạm vi hiệu quả làm lạnh với những cái căn phòng dưới 15m2. Công suất tiêu thụ điện trung bình là 0,81 kW/giờ. Đấy, mọi người cùng hiểu lôm la về cái công suất tiêu thụ điện tối đa trên máy lạnh là sẽ cho biết cái lượng điện năng mà chiếc máy lạnh hay điều hòa không khí tiêu thụ khi liên tục chạy ở mức công suất lớn nhất trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đấy, thì để mọi người cùng nắm được. FTKQ25 SAVMV thì có rất nhiều cái chức năng vượt trội hơn so với cả dòng FTC25 mình đã giới thiệu ở top 1. Con này thì vẫn có làm lạnh nhanh tức thì, có chế độ chỉ sử dụng quạt không, có hút ẩm, có hẹn giờ, và nó thêm một chức năng nữa là thổi gió dễ chịu cho trẻ em và người già. Công nghệ kháng khuẩn trên cái dòng này thì nó có cái tấm vi lọc bụi, tức là các bạn mở cái lắp ra sẽ có tấm vi lọc ở bên trong. Đấy, sử dụng môi chất lạnh là ga R32. Với mã hàng FTKQ25 so với cả FTC
thì công nghệ inverter sẽ vượt trội hơn, nó cho tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái, làm lạnh sâu và hơi lạnh lan tỏa đều. Đấy, tương tự như vậy, nó là dòng inverter đắt hơn khoảng 1 triệu 1 triệu 300, 9.590 so với cả top 1 là 8.190 các bạn nhé. Thì cuối cùng trong clip top 3 sản phẩm hôm nay, mình sẽ giới thiệu cái mã hàng 9.000 một chiều cao cấp nhất trong phân khúc 9.000 BTU, tương ứng với 1 HP của điều hòa không khí Daikin. Con này có mã hiệu là FTKC25 TAVMV. Đây là thế hệ điều hòa một chiều inverter cao cấp hơn so với cả thế hệ điều hòa inverter ở top 2 mình vừa giới thiệu, là con FTKQ25. Với FTKC25 thì các bạn lưu ý rằng dòng điều hòa cao cấp này sẽ có một số cái tính năng mọi người cần lưu ý. Đã là dòng inverter tiêu thụ điện hiệu suất 5 sao. Tuy nhiên thì với cái mã hàng FTKC25 này thì nó sẽ vượt trội hơn so với cả dòng FTKQ25. Và con này có thêm một cái tính năng là sử dụng cái luồng gió có tên là luồng gió Quanda. Mặt lạ được thiết kế thông minh, tạo ra luồng gió dựa trên hiệu ứng Quanda giúp tránh gió lùa trực tiếp vào cơ thể và mang lại không khí thoải mái đều khắp phòng. Sử dụng môi chất lạnh thế hệ mới R32. Con này thì có thêm một cái tính năng cao cấp hơn so với FTKQ25 là có một con mắt thần đây. Đấy các bạn nhìn này, mắt thần thông minh của cái dòng FTKC25 TAVMV này thì có ngăn hao phí điện năng. Nó sử dụng cái công nghệ là cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động của người trong phòng. Tức là khi các bạn lắp ở cái điều hòa trong phòng này thì khi nó phát hiện có người ở trong phòng qua cái cảm biến hồng ngoại này thì dòng máy này nó sẽ cho phép lựa chọn 5 tốc độ, tức là yên lặng hoặc tự động, quạt hoặc chế độ già lạnh hoạt động êm giúp ồn. Đấy thì cảm biến hồng ngoại này phát hiện người di chuyển có hay không thì nó sẽ tự động nó duy trì cái chức năng làm lạnh, để làm sao thì điều hòa hoạt động ổn định cũng như là phù hợp nhất khi có người sử dụng. Với cái mã hàng FTKC25 TAVMV thì con này có cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn, tức là mặt cánh tản nhiệt ở cục nóng của TAVMV thì được phủ một lớp nhựa acrylic để tăng cường khả năng chống lại mưa axit và hơi muối. Kế đến là lớp màng có khả năng thấm nước cũng như có tác dụng chống rỉ sét gây ra do nước đọng. Đấy. Nó sẽ có thêm tính năng thổi gió với luồng gió Quanda cao cấp hơn so với cả FTKQ25. Ngoài ra thì có thêm con mắt thần cảm biến này. Với mắt thần cảm biến này là cảm biến hồng ngoại. Đấy, thì các bạn lưu ý một số cái tính năng vượt trội hơn so với cả các cái dòng tương xứng. Đấy, top 3 clip ngày hôm nay mình giới thiệu là 3 cái mẫu hàng điều hòa Daikin được nhiều người lựa chọn nhất trong cái dịp mùa hè của năm 2019 để lắp đặt cho gia đình. Đấy, trong quá trình các bạn tham khảo cần hỗ trợ tư vấn thông số kỹ thuật hoặc dẫn sử dụng, các bạn để lại bình luận hoặc điện trực tiếp về hotline của Ecomart thì mình sẽ hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.